Kính thưa tất cả quý khán thính giả, Góc nhìn Hoàng Duy Hùng, kênh 2. Tối thứ Hai, ngày 18 tháng 3 năm 2024, từ thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay tôi xin thưa chuyện về những xung đột ở Kim Môn một chút xíu. Trước khi đi sâu vào những xung đột đó và có thể bùng nổ ra cuộc chiến giữa Trung Quốc và Đài Loan, thì tôi xin gửi địa thế của Kim Môn một chút xíu để quý khán thính giả hiểu Kim Môn ở tại eo bể thì nó nằm ở đâu, nó có phải nằm bên phía của lục địa hay là phía của Đài Loan nhiều hơn. Đây là địa thế của Kim Môn. Đây là địa thế của Kim Môn. Kim Môn gần lục địa hơn là gần Đài Loan. Đây là Đài Loan và gần phía của lục địa đây. Kim Môn là cái vùng xám đây. Đó là quần đảo Kim Môn. Và Đài Loan còn làm chủ những cái vùng mà khoanh xám đó, là ba vùng này gần bên phía lục địa hơn, gần Quảng Châu, gần Hạ Môn, vân vân. Đó là địa thế của Kim Môn. Kim Môn, tiếng Anh họ gọi là Kinh Mẫn, hay cũng được gọi là Khuê Môi. Vì hồi xưa khi mà người Tây Phương tới nơi đây, họ nghe chữ Kinh Mẫn, tức là Kim Môn á, thì phát âm thì có nhiều người viết về không có chính xác, nên viết là Khuê Môi, thì họ đọc là Khuê Môi. Khi xưa hoàng đế đầu tiên của nhà Minh là ông Chu Nguyên Chương đã gửi binh lính ra đây thiết lập hành chánh rồi. Và Kim Môn từ đó là thành phần bất khả phân ly của Trung Quốc. Kim Môn dưới thời nhà Minh là thuộc về tỉnh Phúc Kiến và nhà Thanh cũng thế. Nhưng rồi vào thời kỳ đệ nhị thế chiến, Nhật vào nơi đây vào năm 1937. Nhật đã phải đấu với quân đội của Trung Hoa Quốc Dân Đảng thời kỳ đó. Thì Trung Hoa Quốc Dân Đảng lúc đó là đồng minh của phe đồng minh, nên Nhật đầu hàng thì Trung Hoa Quốc Dân Đảng vào đây và đã kiểm soát lại ở nơi đây. Dẫu vậy, năm 1949, khi mà Cộng sản Đảng của Trung Quốc chiếm được lục địa thì cũng đưa quân ra nơi đây. Đưa quân ra nơi đây thì họ đã thâu tóm được những phần đất như là đảo Đa Đăng rồi gì đó. Nhưng ở tại Kim Môn thì đã bị quân của Quốc dân Đảng phản kháng kịch liệt. Lúc đó có một vị đề đốc về hưu của Mỹ, đó là ông Charles M. Cook Jr. Ông có góp ý với Tổng thống Tưởng Giới Thạch của Quốc dân Đảng, nói rằng Kim Môn là một gì đó rất là quan trọng cho Đài Loan, nên bằng mọi giá phải thủ Kim Môn. Thế thì Quốc dân Đảng đã hợp tác với quân đội của Mỹ tìm cách giữ lại Kim Môn. Tướng MacArthur của Mỹ đã hỗ trợ hết mình cho Quốc dân Đảng khi ấy. Có một trận đánh, quân của Trung Quốc đưa vào tới đây là khoảng 700 binh sĩ, nhưng mà ở nơi đây đảo Kim Môn chỉ có khoảng chừng 298 binh lính của Quốc dân Đảng. Họ đã phản kháng thành công. Thập niên 1950 thì cố chủ tịch Mao Trạch Đông đã nhiều lần muốn đem quân vào nơi đây để mà lấy Kim Môn trở lại cho Trung Quốc. Nhưng khi ấy các vị tổng thống của Mỹ, từ ông Harry S. Truman đến ông Eisenhower và những vị sau này đã tranh cử tổng thống, như là khi ấy thôi là phó tổng thống Nixon. Sau này lên làm tổng thống Nixon đó. Khi ấy ông Nixon làm phó cho ông Eisenhower, thì họ đã từng đe dọa là nếu mà đánh vào Kim Môn, Mỹ sẽ sử dụng vũ khí hạt nhân với Trung Quốc.
Nên bên phía của Trung Quốc không có động đậy thêm. Kim Môn được Trung Hoa Quốc Dân Đảng điều hành là một khu vực quân sự. Nếu mà từ Đài Loan mà tới Kim Môn thì phải được phép của nhà chức trách. Vì nơi đây còn khi ấy điều hành bởi Thiết Quân Luật. Mãi cho tới năm 1991, thấy rằng là tình hình yên ổn, Trung Quốc không có gây hấn, thì Đài Loan mới cho phép là người dân ở Đài Loan đi tới Kim Môn mà không cần phải xin phép nữa. Đó là tới năm 1991. Nhưng bây giờ đó, càng ngày bên phía của Chủ tịch Tập Cận Bình muốn thống nhất Đài Loan, thì chúng ta thấy là Kim Môn trong những tháng qua là nơi mà bên phía của Trung Quốc cử nhiều tàu cứ đi qua đi kiếm chuyện xâm phạm tới lãnh hải của Kim Môn. Trong ngày thứ Bảy vừa qua, theo báo chí của Reuters và CNN Mỹ nói rằng những tàu của Trung Quốc đã vào lãnh hải ở Kim Môn như là một hình thức gây hấn, thì tàu giám sát của Đài Loan đã đi và cầm loa nói rất rõ: hãy rời khỏi khu vực này ngay, bạn đã xâm phạm vào lãnh hải của Cộng hòa Trung Hoa. Cộng hòa Trung Hoa tức là Đài Loan đó, Republic of China. Còn People's Republic of China tức là Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc thì là của Trung Quốc. Bên phía Đài Loan đã đi theo và đã mở ngoặc đóng ngoặc, dùng loa yêu cầu các tàu của Trung Quốc rời khỏi Kim Môn ngay. Thưa quý khán giả, tàu của Trung Quốc đã rời khỏi Kim Môn nhưng mà người ta dự trù sẽ quay trở lại. Và báo chí truyền thông của Tây Phương cho rằng trong tương lai nếu mà có gì đó để mà thống nhất Đài Loan, nếu dùng vũ lực thì Trung Quốc sẽ dùng vũ lực tại Kim Môn trước. Đây sẽ là nơi mở màn mặt trận dùng vũ lực thống nhất Đài Loan. Không phải đi thẳng tới Đài Loan ngay mà ở tại Kim Môn trước. Thống nhất ở Kim Môn sát gần với đại lục trước, thì sau đó sẽ là bước thống nhất Đài Loan. Trước khi mà thống nhất Đài Loan thì phải thống nhất, phải kiểm soát được Kim Môn trước. Vì đó là logic thôi, sát gần với đại lục, sát gần với tỉnh Phúc Kiến, sát gần với Hạ Môn, Quảng Châu rồi gì đó, thì Kim Môn sẽ là nơi mở màn mặt trận. Đó là thông tin và góc nhìn của tôi xin gửi đến quý khán giả. Chân thành cảm ơn tất cả và xin hẹn gặp trong chương trình sau.